Chắc là anh em cũng biết Bentley rồi ha, nhưng mà trước giờ anh em biết Bentley nhiều về cái những cái dáng mà Nautilus hay là Awaness của nhà Patek, nhưng mà hôm nay mình có một cái phiên bản rất là hay là dáng Datejust của nhà Rolex, cũng có kính Cyclops này, nhưng mà đây là một phiên bản máy pin giá 4,5 triệu. Và cái điều hay nhất trên cái con này á, khi mà mình cầm lên thì nó sẽ gần giống với cái phiên bản mới nhất của nhà Rolex, mà cái phiên bản Datejust đó nha. Và kèm theo đó chúng ta có thêm một cái phần date nữa, giống như cái con date ở trên cái phần góc 12 giờ. Chúng ta có lịch ngày, lịch thứ. Và một cái điểm nhấn phải nói là vô cùng độc đáo trên cái con này. Thông thường á, những cái con mà vàng hồng, demi vàng hồng như này, phiên bản đẹp nhất của nó sẽ có cái mặt số màu nâu, nhưng mà con này là mặt số màu đỏ. Mình nghĩ á, cái mặt màu đỏ này nó sẽ tạo nên cái nét nó sẽ sâu hơn, nhưng mà nó lại tươi hơn so với cái màu nâu kia, nó đỡ buồn hơn. Lại là một cái sự lựa chọn cho anh em thích cái kiểu dáng của Datejust, nhưng mà anh em lại có một cái ngân sách nó không đủ nhiều, vài trăm củ, thì đây là một cái phiên bản rất 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 là đáng tiền. Anh em có một cái phần khóa giống như cái phiên bản mới của nhà Rolex luôn ha. Thôi, anh em có đánh giá như thế nào về nó? Trời ơi, cái màu đỏ này đẹp vãi. Rồi, mình là Thương Trần, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo 4,5 triệu nha.